Để cái con thỏ đứng lên nè, rồi con kéo cái con thỏ đi. Con kéo nhẹ nhẹ thôi chứ con kéo mạnh quá con thỏ nó té, thấy không? Đó con kéo đó, thấy không? Đó con kéo lận thỏ nó chạy theo, thấy không? Đó đúng rồi, đó đúng rồi. Chưa biết đi chứ mà ngồi kéo qua kéo lại cũng được. Đây nè, mama để cái con thỏ nó nằm xa xa nè. Đó. Wow. Wow. Nè, wow. Bây giờ khoai tây biết chơi con thỏ rồi đó ha. Die Tina ist nur sehr überrascht, dass plötzlich das tolles Gefährt Wow. kommt. Wow, khoai tây biết chơi với con thỏ nè, biết kéo con thỏ đi chơi rồi hả con? Giỏi ghê luôn á. This is Weihnachten Geschenk. Quà Noel của khoai tây nè. Von Onkel und Tante aus Wien. Mà con thỏ nó kéo về thường á là phải con nít biết đi á. Thì nó biết kéo, nó vừa đi nó vừa kéo. Bây giờ tập cho khoai tây kéo trước, khi nào khoai tây biết đi thì khoai tây kéo con thỏ đi chơi nè. Đó, lấy cái sợi dây kéo con thỏ tới nè. Wow. Khoai tây giỏi quá. Wow, khoai tây giỏi ghê luôn á. Chà. Giỏi ghê luôn á. Wow. Đâu có chân con, kéo nhẹ nhàng thôi, mình kéo nhẹ nhàng thôi. Đây, khoai tây bây giờ biết chơi kéo con thỏ rồi đó. Mới có tập tập có 5 phút trước chứ mấy. Rồi để xuống là khoai tây tự chơi luôn, tại cái trò này nó dễ. Chỉ cần để thỏ thành ha. Đây nè, con đó rồi con cầm sợi dây kéo đi nè. Đó, giỏi nè. Kéo nè, kéo tới, kéo túi nè, kéo tới đi con, kéo tới con thỏ nó chạy tới con. Rồi, giỏi ghê luôn á. Wow. Để con thỏ đứng lên nó mới chạy lần con để nó nằm sao nó chạy con. Cái tay để con thỏ đứng lên nè. Để con thỏ đứng lên như gì nè con. Đó, con thỏ đứng lên gì thì nó mới chạy được. Đó là con làm cho con thỏ nó té rồi. Con thỏ nó té nó nằm xuống làm sao nó chạy. Mình phải để cho nó đứng lên nè. Lúc nào cũng để đứng gì nha. Đấy, wow. Cái tay giỏi ghê luôn á. Đó, kéo con thỏ ngược lại nè. Nhẹ nhàng thôi con, đừng có kéo mạnh quá. Nó té. Đó, wow. Wow. Thỏ chúi đầu xuống đất rồi. Để thỏ đứng lên. Thỏ đang nằm á, nó không có chạy được khi mà để con để nằm đâu. Để đứng lên con, để đứng lên khoai tây ơi, để đứng con thỏ lên. Ôi chà, đó, con để nó nằm con kéo đâu có chạy được. Khoai tây quay qua bên đây nè, đó. Đây nè, mà để con thỏ này, đó. Chờ chán rồi, tròn tròn thỏ chán rồi. Trò thỏ chán rồi hả khoai tây? Trò này dễ cho nên chán phèo à. Wow. Ba. Má thấy sẵn thỏ đâu. Dạ, vỗ tay. Khoai tây giỏi quá, vỗ tay phải không? Đi đâu, quay lại với má nè. Spielzeug weg. Vỗ tay, đúng rồi đó, kéo con thỏ tới đó, con thỏ chạy tới với con đó. À. Wow.
Rồi trò chơi này chán rồi, chơi được chút là chán rồi ha. Ha, khai tay ha. Chừng đụng đụng đụng.